Bây giờ sẽ là cuộc chạm trán giữa Philippines và Malaysia. Kadujak mang áo số 16, Naboles mang áo số 15 và Roger. Có điểm cho Roger. Phan Quy. Tình huống ném 2 điểm tốt. Điểm số đầu tiên của Malaysia. Tuyển 3x3, môn bóng rổ của nước này. Tại Philippines thì bóng rổ là một môn. Vậy mà Kadujak không thể kèm được Phan Quy. Vậy mà Kadujak phải phạm lỗi với anh. Rayma Kadujak. Có điểm tính cho Rayma Kadujak. Roger. Sau đó thì Roger cũng đã có một tình huống đi bóng y hệt như vậy. 7-7. Roger quá khỏe. Anh đòi hỏi một em. Phan Quy ghi điểm tốt. Một tình huống dựa bảng rất nhanh của Phan Quy. Lão tướng Marvin Hayes. Vẫn là Phan Quy và cuộc đối đầu với Rayma Kadujak. Và lần này thì người chiến thắng lại là cầu thủ Phan Quy. Đã bị block bởi Rayma Kadujak. Có lẽ là cầu thủ mã số 16 bên phía Philippines đã. Vừa rồi là một cú slam hai tay hoàn hảo tới từ Roger. Nhưng ngay lập tức thì Kadujak. 2 điểm tiếp theo dành cho Philippines. Với việc thể lực suy giảm như vậy thì Phan Quy không còn đủ tỉnh táo trong những tình huống ra tay. Và độ chính xác thì cũng xuống đi rất nhiều. Rayma Kadujak. Di Phang Cheng. Anthony đã đánh lừa được đối phương. Tưởng chừng như sẽ có đường truyền cho Di Phang Cheng. Marvin Hayes rất khỏe. Chúng ta đang thấy rằng điểm số của Philippines mới chỉ là 19. Còn 2 điểm nữa để kết thúc trận đấu. Và bây giờ thì không cần phải đánh nữa. Khi mà chiến thắng đã ở sát rồi. Philippines với những cái tên như Marvin Hayes, Roger Naples và cuối cùng là Rayma Kadujak đã giành chiến thắng trước.